Vâng, xin chào các bác, mình là Long đến từ Đà Nẵng. Hôm nay mình tiếp tục làm clip để hướng dẫn cho các bác cách format thẻ nhớ và cách cài đặt độ phân giải trên chiếc camera hành trình A18 của hãng Webvision. Thì đầu tiên thì các bác vào menu cho mình nhé. Ok, các bác vào Speed Cam Video, thì ở mục thứ hai là mục độ phân giải, các bác chọn mục độ phân giải cho mình nhé, các bác bấm OK. Rồi các bác xuống chọn xuống Full HD cho mình. Lý do tại sao phải chọn Full HD, tại vì thẻ nhớ này nó chỉ ghi được Full HD thôi. Nếu như các bác chọn 2K thì nó sẽ những lúc thẻ nhớ sẽ bị lỗi. Ok, các bác OK cho mình. Ok, cái thứ hai là format thẻ nhớ, thì cũng trong một Speed Cam đó, các bác chọn vào format cho mình, các bác bấm OK. Sẽ hiện ra cái cảnh báo là tất cả tập tin sẽ bị xóa, thì các bác chọn có cho mình, các bác bấm OK. Như vậy là thẻ nhớ nó sẽ bị xóa hết, để tránh hiện tượng là thẻ nhớ bị đầy nha các bác. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác ở video clip sau.